えええ、父さん、おはよう。偶然だね。うん、偶然だですよね。ねえねえ、知ってる？何を？今日ですね、昨日のベトナム人はパーティーをやるんだって。うん、知ってるけど。いいですね。うん、コロナの影響で今まで2年ぶりにやりますよね。本当だね。皆さんはパーティーと聞くとワクワクしちゃうね。あ、ちょっと待ってて。今どこ行くの？ロベルですけど。また偶然だね。僕もロミルに向かってますよ。一緒に行かない？行こう。皆さんは集まって楽しい一日を過ごせていいですな。でもパーティーはどうですね。あ、一緒に行こう。Thì tất cả anh chị em và mọi người hôm nay đã bớt chút cái thời gian nghỉ của mình đấy, gạt đi những cái lịch hẹn khác để chúng ta cố gắng và ở đây để có tập trung cho buổi tiệc ngày hôm nay. Thì anh xin tất cảm ơn và cảm ơn đến tất cả các anh chị em và mọi người đã tham dự ngày buổi tiệc ngày hôm nay. Anh xin cảm ơn. Tiếp theo là anh, để vào buổi việc ngày hôm nay thì thực sự ta mà nói cũng trải qua rất là nhiều cái mà được gọi là động lực ý chí và sự quyết tâm và sự đoàn kết của gắn bó dựa trên hai chữ tình và nghĩa, tình anh em và nghĩa cử sống với nhau ở đây mới có buổi việc ngày hôm nay. Và đã lâu lắm rồi, rất lâu lắm rồi chúng ta mới có đủ và đông như thế này. Toàn bộ công ty không thiếu một ai, đúng là gì thế. Thế thì xin là để có như thế này, xin chân thành cảm ơn thứ nhất là cái ban cán sự. Thực sự cho nó ban cán sự rất là vất. Ban cán sự bên sau đó là bên ban hậu cần. Đấy, những ai bên hậu cần anh em đều biết cả rồi. Rồi thì bên công ty người vận chuyển Hồng Phong chẳng hạn. Cũng là rất là vất. Có như Thanh Trung thì bên thủ quỹ hay bên là kế toán 11 rưỡi 12 đêm mà vẫn còn ở đôi UT để chọn đồ anh em. Đẹp chỉ vì sao? Vì để cuộc mà vui. Hay là sáng nay có một số người phải dậy từ 3 giờ sáng đến sáng để đi chợ để cũng là có món nào món kia. Thế là rất là chân thành cảm ơn tất cả các bên đoàn cán sự trong đoàn cán sự, rất là chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng để có buổi tiệc ngày hôm nay. Thế còn tiếp theo thì anh cũng xin nói là từ ngày mai đi thì là mỗi người sẽ có đi chơi chỗ nọ chỗ kia, có những lịch hẹn nọ kia thì mong sao chúc anh em là cho làm thế nào đấy để chúng ta có một kỳ nghỉ dài nhưng nó chọn vậy, nghỉ xong chúng ta cho nó tròn cho nó vui đấy. Thì mong anh em chị em là tôi cũng nói nhiều rồi nhưng chắc anh em hiểu rồi đúng không, dịch đã như thế đó. Thế còn lời cuối cùng anh muốn nói nữa là chúc mọi người là hôm nay có một chúc một bữa ngon miệng. Đây xin cảm ơn các anh. Đây,
đây số 1 này. Đó, ok em vừa được quyền chọn màu, em không có 1 nhá. Rồi. Rồi. Nhanh 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 mày ạ. Em được chọn màu em thích. Đâu quá. Còn giúp bạn nào? Để chú lấy cho. Học hết của chú. Con phải phi ra. Bạn này ra với đây để xem ra là. Mặt kia đôi xem mà đi. Cấm bảo con sai ra xin tê cơ đa sai. Kia đôi xem mà đi sai ra tê cơ đa sai. Giống như nhà không đẩy. Giống như nhà không đẩy. Số
ไม่ให้ก็ไม่ให้
xem. Tuyệt vời. Quà số 2. Quà số 5. Đó là bác mình hát. Cái này là bác mình hát. Cái này là bác mình hát. Số 4. Đây, đây, đây. Đây rồi. Đây rồi. Chưa nhà này chưa. Chị ta đi đâu đi luôn. Chúng mày làm gì? Chúng mày đưa ngành nặng. Chúng mày làm gì? Đây rồi. Số 3 đi. Số 3 đi. Chưa bao giờ làm việc. 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 Khoảng rộng. Ông bà đúng không? Số 2. Ông bà số 2. Con lại bốc tiếp tôi hiện tại nhất nhưng mà chơi được bốc cái nịt kéo